Em Quân Chăn Nuôi Dê xin chào đại gia đình. Hôm nay quay cho quý vị xem con dê con nó đẻ được gần 10 ngày tuổi nha quý vị. Đây có hai con này nó đang ngậm sữa mẹ nữa này. Đó. Khỏe rồi. Cái này em tiêm sắt rồi nha quý vị. Con này là một lửa một đầu xô. Còn con bên này đây này quý vị. Em làm cái hộp cho nó chạy ra chạy vô. Con bên này hai con bên này. Một con đầu xô và một con khoang khoang. Con hai con này nó bú cứng quá. Hai con này nó đang ngậm sữa mẹ ở đây. Dê mà bắt đầu hơn một tuần tuổi bắt đầu lúc này nó mới bú nhiều quý vị. Nó cần sữa mẹ nhiều cho nên là lúc này mình nên vô cho con mẹ mũi thuốc bổ tổng hợp B Complex đó quý vị. Cái này một con chắc có tầm 6 kg rồi, 5-6 kg vô tư. Còn con kia nó đẻ chậm hơn khoảng chừng 3 ngày, 3-4 ngày gì đó. Để quay cái cảnh mà quay cái cảnh này quý vị, quay cái cảnh nó đang ti. Con bên này nó cũng tranh thủ. Tầm này bắt đầu tầm này cho đến một tháng tuổi, hơn tháng tuổi, cho đến khi mình tách con nó là nó cần sữa rất là nhiều quý vị. Hai con này rất là to. Đợt trước lứa trước em cũng đẻ được hai con mà nó bị con kỳ nó sơi mất tiêu, rất là tiếc quý vị ơi, chứ không giờ hai con đấy rất là bự rồi. Tại vì cái dê lứa này bắt đầu từ lứa này trở đi là cái con đực đực bên kia nó nhảy quý vị, đực đầu xô luôn á, đực đầu xô máu bao nhiêu nó nhảy, thành ra con chân tay rất là đạt, ra miệng to, đầu xô tím lịm luôn. Đây giờ đến con này, hai con này bắt đầu cơ hội. Dê mình làm cái hộc nó nhỏ nó chạy ra chạy vô này này. Đấy. Quý vị thấy cưng không? Ui chà. Khoái lắm. Khi nó được ti, nó được ti là nó ve ve cái đuôi mình. Phê lắm, 4 con. Em chỉ hy vọng 4 con này nó đừng bị gì. Thành thử dê nhà em nó bị ki vô chuồng cho nên là em mới phải làm tôn này quý vị. Làm tôn ngăn ra. Ê, con kia nó có cái cục biếu rất là to. Để mai mốt quay cho quý vị xem con dê nó bị biếu. Con này như lên giống rồi thì phải. Để con này đây vài bữa nữa nhốt vào trong kia xem sao. Để ít ngày nữa làm cho nó bổ neo để nhốt nó vào trong kia. Còn hai em cái tơ lứa đầu đây. Hai em cái này là do dê của nhà em đẻ ra. Sắp sửa đây, em chuẩn bị em sắp sửa có hai con này. Còn mấy con này cũng đang mang bầu đây, chắc 1-2 tháng nữa là đẻ thôi. Giờ chuẩn bị công việc là làm chuồng. Dê em chăm nó không đạt thì nó gầy quá. Con thì được chứ con mẹ gầy quá. Con mẹ mập tí nữa thì ngon lành. Dê cái mà nó vô bầu nó ăn nhiều quý vị ơi. Ăn cực nhiều.
cỏ với lá. Đi hết sang bên này xem sao. Bên kia là phải tách con đực nó ra chứ không để con đực chung là nó khi đến giờ ăn hoặc là này kia là nó dí mấy con cái chịu không nổi đâu. Đây là mấy con cái con quý vị. Con lớn chắc có tầm 24-25 kg rồi. Chắc tầm tháng nữa là con lớn lọc ra để cho nó ép nọc được rồi. Tháng nữa thì cũng chưa được 6 tháng đâu, mới được con 5 tháng. Tháng nữa thì con kia được 6 tháng nha. Cái con đang nhai nhai, cái mồm đang nhai nhai, con to to. Thôi em Quân chào quý vị nhé, hẹn gặp quý vị ở những video lần sau.